Đèn LED Mark Home tiết kiệm vượt trội lên đến 80% so với bóng đèn thông thường. Đèn LED Mark Home tuổi thọ chiếu sáng hơn 80.000 giờ bền bỉ theo thời gian. Đèn LED Mark Home nhiều mẫu mã đẹp do chính tay của kiến trúc sư Mark Home thiết kế sẽ phù hợp với mọi gia đình. Đăng ký nhanh để trở thành đại lý, nhà phân phối các sản phẩm của đèn LED Mark Home với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Nhận ngay chỉ vàng 4 số 9, một chuyến du lịch Phú Quốc trong 3 ngày 2 đêm khi đăng ký trong tháng này. Liên hệ tới số điện thoại hotline 0964458888, 0924099999 để được giải đáp. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Xin kính chào quý vị đã theo dõi chương mục nhà đẹp của Mark Home. Ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị về một mẫu nhà mới do Mark Home trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Đó chính là mẫu nhà hiện đại 2 tầng mái Nhật với chủ đầu tư là gia đình chú Nguyễn Văn Hùng ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Một lần nữa xin thay mặt cho công ty thì xin gửi lời cảm ơn chú cũng như gia đình vì đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Mark Home chúng tôi. Bất kỳ một doanh nghiệp nào quý vị cũng có một câu chuyện của nó. Không phải ngày 1, ngày 2 mà có thể xây dựng nên cả một kênh YouTube như mà hiện nay quý vị xem, mà cả một quá trình nha quý vị ha. Từ những video đầu tiên còn rất là sơ khai để có thể giới thiệu về những căn nhà, những mẫu vẽ, bản vẽ mới, thì ngày hôm nay Mark Home chúng tôi đã cập nhật những thiết kế ngày càng mới lạ hơn, nâng cấp hơn, mang đến một công trình đẹp nhất trong tầm giá đến với quý khách hàng. Bên cạnh giới thiệu những mẫu nhà quen thuộc hay là những video mà chúng tôi đến gọi là review thực tế một công trình mà chúng tôi đang thi công, thì quý vị lướt trang YouTube của Mark Home sẽ thấy nhiều nội dung khác. Ví dụ liên quan đến phong thủy thì chúng tôi có series bắt mạch phong thủy nè. Hoặc quý vị có những thắc mắc cần giải đáp có thể xem là Q&A, bạn hỏi Mark Home trả lời. Hoặc nếu quý vị quan tâm đến lĩnh vực sơn nhà đi, thì có thể xem qua những video về dòng sơn Mark Home. Phải nói là Mark Home chúng tôi luôn luôn cố gắng để phát triển, để đa dạng hơn về nội dung, để mà có thể là hy vọng nha, một ngày gần nhất thì con số 60.000 lượt đăng ký ngày hôm nay sẽ tăng lên đến 100.000 nha quý vị ơi. Điều này thì hoàn toàn sẽ phụ thuộc vào tình yêu thương cũng như sự ủng hộ của tất cả quý vị. Cho nên nếu quý vị nào mà chúng ta xem nhiều video của Mark Home mà chúng ta vẫn chưa đăng ký thì hãy yêu thương Mark Home bằng cách là hãy nhấn đăng ký nhé. Và bên cạnh YouTube thì chúng tôi cũng có một trang fanpage ở trên Facebook có tên là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Hiện tại là đã có hơn 40.000 lượt thích rồi quý vị ơi, và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, ngày nào cũng có thêm lượt thích mới hết. Cho nên quý vị nào đã đăng ký kênh Mark Home ở trên YouTube rồi thì chúng ta hãy bỏ một xíu thời gian của mình nha để có thể ghé qua thăm trang fanpage của chúng tôi để mà xem những mẫu nhà mới nhất chúng tôi luôn luôn cập nhật mỗi ngày ở trên đó, cũng như là những thông tin ưu đãi nhé. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể ghé thăm website riêng của Mark Home, chính là thiết kế thi công trọn gói.com, viết liền không dấu quý vị ha. Ở đây chúng tôi cũng có cập nhật những mẫu nhà mới luôn, những bên cạnh đó là rất là nhiều những bài viết bổ ích liên quan đến kiến trúc, liên quan đến phong thủy rồi những vật dụng v.v. Cũng như là một cái bộ phận khá đặc biệt và cũng rất là được quan tâm, rất là nhiều được quý vị yêu thích, đó chính là thước lỗ ban online. Đây là một cây thước gọi là nếu mà ai mà đã xây nhà rồi hoặc là đã làm những việc liên quan đến kiến trúc thì chắc chắn là không xa lạ với thước lỗ ban ha. Đây là loại thước chuyên dùng trong thiết kế nhà ở để xem các cung tốt, cung xấu để chúng ta có thể quyết định được những cái thông số. Và nếu như quý vị nào chúng ta có nhu cầu xây dựng thì alo ngay, nhấc máy ngay lên gọi cho Mark Home chúng tôi qua những số hotline ở trang bìa, hoặc là ngay trên video này quý vị đang xem sẽ thấy cái dòng hotline chúng tôi cứ chạy ở bên dưới video đó, quý vị có thể gọi ngay đến và nhân viên của Mark Home sẽ tư vấn thiệt là nhiệt tình cho tất cả quý vị ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở lại với chủ đề chính chúng ta ngày hôm nay, thì An sẽ giới thiệu quý vị mẫu nhà của chú Nguyễn Văn Hùng ở Chợ Gạo, Tiền Giang. Đây là mẫu nhà 2 tầng mái Nhật với kiểu dáng bắt mắt, và An khẳng định luôn đây là kiểu nhà luôn luôn là best seller của Mark Home nha. Quý vị để ý đi, nhà nào mà cứ cái kiểu như là thiết kế như nhà của chú Hùng này thì lúc nào khách hàng cũng yêu thích hết và lượt sale cũng cao hết. Đầu tiên thì bây giờ chúng ta sẽ ngắm nhìn qua vẻ đẹp của căn nhà ngoài phía bên ngoài như thế nào qua những hình ảnh bản vẽ 3D nhé. Với căn nhà này thì An nghĩ là, nói thật là An nghĩ là không cần An giới thiệu thì chắc quý vị cũng đã thấy rất là rõ, đây là căn nhà hiện đại đúng không ạ?
Thật sự là quá rõ ràng đúng quý vị ạ. Và với cái độ bề thế của ngôi nhà này thì phong cách hiện đại càng ấn tượng hơn nữa. Qua hình khối nè, quý vị thấy rất là phóng khoáng ha. Rồi ốp gạch Inox Hall này như một tấm áo rất là đẹp cho ngôi nhà. Những ngôi nhà khác quý vị thấy gạch Inox Hall có khi là chỉ ốp một phần nhỏ thôi. Còn với ngôi nhà của chú Hùng thì gạch Inox Hall gần như nó bao trùm cái nhà luôn và nhìn rất là đẹp. Không nhìn không bị rối mắt mà nhìn phải nói là rất đẹp, rất là hợp luôn. Bên cạnh đó thì quý vị không thể nào bỏ qua được phần mái Nhật cực kỳ thanh lịch màu xanh dương. Đơn giản nhưng luôn đẳng cấp và hiệu quả. Thật sự thì mái Nhật thì nó như bản chất người Nhật quý vị, tức là nó tập trung vào cái vẻ đẹp, một vẻ đẹp là tinh giản nha. Người Nhật thì không có rườm rà. Chúng ta phải biết điều này nếu mà quý vị nào hợp tác làm việc với người Nhật và chúng ta sẽ biết là họ chỉ tập trung vào những cốt lõi thôi. Thì mái Nhật cũng vậy. Có thể là nhìn so với những dạng máy khác nó sẽ không có thu hút ngay bằng, nhưng mà càng nhìn lâu sẽ càng thấy đẹp nha. Và một điều mà An cực kỳ thích ở ngôi nhà này chính là thiết kế hai dàn hoa. Quý vị có thấy không ạ? Trên bản vẽ là một dàn hoa thì nằm ở ban công tầng 2, một dàn hoa thì nằm ở mặt bên của căn nhà ở tầng 1. Phải nói nè là dàn hoa luôn luôn là điểm nhấn rất là duyên dáng cho mọi công trình. Dù công trình đó có thô cứng đến đâu thì khi thiết kế dàn hoa vào thì chắc chắn quý vị sẽ thấy là công trình nó sẽ được mềm mại hơn, dịu dàng hơn và cả sự lãng mạn hơn nữa. Cho nên là thật sự là khi mà em nhìn vào ngôi nhà này mà có dàn hoa thì em cảm thấy rất là thích luôn. Tuy nhiên thiết kế dàn hoa nó cũng không phải là vấn đề đơn giản như quý vị. Khi mà thiết kế dàn hoa thì quý vị cần lưu ý một số điểm sau đây. Đầu tiên là sự an toàn và chắc chắn. Cái điều này thì An nghĩ là đương nhiên rồi, bực thật sự không chỉ riêng dàn hoa mà nghĩ là bất kỳ một không gian sống nào, bất kỳ một không gian nào trong nhà chúng ta thì yêu cầu đầu tiên, yếu tố đặt lên hàng đầu vẫn là sự an toàn, đúng không? Về đẹp đến đâu mà không an toàn, chúng ta ngồi bên dưới mà nó thấy cái rung lắc chẳng hạn thì cũng không thể nào mà yên tâm để mà sinh hoạt được. Cho nên là tuy là dàn hoa là hạng mục nhỏ nhưng chúng ta vẫn phải cần quan tâm đến cái sự an toàn này nha, để các thành viên gia đình sẽ thoải mái sinh hoạt ở bên dưới. Tiếp theo cũng rất quan trọng đó là tính thẩm mỹ. Cần đặt dàn hoa vị trí như thế nào để có kết quả đẹp nhất. Điều này thì rất cần tay nghề kiến trúc sư nhé. Cái điều này là không phải là chúng ta đặt ở đâu trong nhà thì dàn hoa nó cũng phát huy tác dụng của nó. Chúng ta phải lựa chọn vị trí thế nào cũng như là nó phải hài hòa với thiết kế chung. Thì với những điều này thì quý vị hoàn toàn có thể yên tâm với kiến trúc sư của Mark Home nha. Kiến trúc sư Mark Home thì thiết kế là đó đến nay là lúc nào cũng là đẹp hết. Và một cái điểm lưu ý thứ ba đó chính là thân thiện với môi trường. Bởi vì sao? Bởi vì ngay từ cái tên dàn hoa quý vị đã thấy là có chữ hoa, tức là nó có liên quan đến thiên nhiên. Và dàn hoa này nếu mà chúng ta quyết định là chúng ta sẽ phủ một mảng xanh bao quanh dàn hoa, tức là ta trồng những cái cây leo, những cái loại hoa leo. Hoặc quý vị không trồng cây leo hoa leo thì quý vị cũng có thể chúng ta treo những cái chậu hoa, những cái chậu cây cảnh vân vân. Thì chúng ta vẫn phải có một cái xây dựng như thế nào đó để cái khu vực dàn hoa lúc nào nó cũng gần gũi với thiên nhiên. Đây là một cái điều rất là cần thiết nha. Chứ cái dàn hoa mà không có cây cảnh hay này kia thì đôi khi nhìn nó sẽ rất là thiếu vắng. Và cuối cùng đó là vấn đề giá thành. Đương nhiên rồi, tùy theo điều kiện tài chính của mỗi gia đình thì chúng ta sẽ có lựa chọn thiết kế dàn hoa khác nhau. Và những cái vật liệu được chọn làm dàn hoa phổ biến thường á sẽ là dàn hoa bằng bê tông nè, dàn hoa bằng sắt nè, hoặc là dàn hoa bằng gỗ nhựa. Và mỗi loại nó sẽ có ưu nhược điểm khác nhau và tùy theo sự cân nhắc của gia đình nha, tùy theo sở thích của chúng ta cũng như là túi tiền của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ đầu tư đến đâu cho cái phần dàn hoa thì chúng ta sẽ có lựa chọn phù hợp nhé. Bên cạnh dàn hoa đi thì một điều cũng làm nên vẻ hiện đại của ngôi nhà rất là nhiều chính là hệ thống cửa sổ và cửa đi đều làm từ nhôm hệ kết hợp kính. Đây thiết kế em phải nói là rất rất là phổ biến hiện nay luôn. 10 ngôi nhà mới xây thì em thấy là 9 ngôi nhà đã sử dụng là nhôm hệ kết hợp kính rồi, bởi vì đây là một thiết kế nó rất rất nhiều ưu điểm luôn. Tuy nhiên, quý vị có để ý giúp em không là những cái cửa khác, những cái vị trí khác thì vẫn sử dụng là nhôm hệ kết hợp kính, nhưng riêng phần cửa chính thì nhà chú Hùng vẫn sử dụng là cửa gỗ nha quý vị. Và ở đây là gỗ lim Nam Phi. Và nhiều quý vị mà nếu mà theo dõi kênh Mắt Hôm lâu ấy, thì có lẽ là không xa lạ với loại gỗ này. Và em chắc là cũng có nhiều ý kiến thắc mắc là ủa tại sao mà tôi thấy rất là nhiều gia chủ chọn gỗ lim Nam Phi
tại sao không phải là loại gỗ khác mà tại sao lại là gỗ lim Nam Phi? Thì bây giờ An sẽ giải đáp ngay. Chắc chắn điều gì xảy ra cũng có lý do của nó, không phải tự dưng mà một loại chất liệu nào đó nó được yêu thích, chắc chắn nó có những ưu điểm riêng. Thì gỗ lim Nam Phi cũng như vậy, nó có rất là nhiều ưu điểm ha. Gỗ lim Nam Phi là giống lim thương nhập khẩu từ Nam Phi, được xếp vào gỗ nhóm A nha quý vị. Trong bảng phân loại gỗ Việt Nam, gỗ nhóm A là gỗ cũng gọi là khá quý hiếm rồi đó. Với những ưu điểm là gỗ cứng chắc, vân gỗ xoắn rất đẹp. Điều này là A phải công nhận cho quý vị, nếu mà quý vị có dịp mà chúng ta trực tiếp mà chúng ta ngắm nhìn những cái cửa mà làm bằng gỗ lim Nam Phi bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy vân rất là đẹp luôn nha, nó sẽ có sự khác biệt. Và gỗ thì nó có ưu điểm là nó không bị cong vênh nè, không bị nứt nẻ, biến dạng do thời tiết. Bên cạnh đó thì gỗ cũng gần như không bị mối mọt tấn công. Với các gam màu từ nâu nhạt đến thẫm, đa dạng để quý vị lựa chọn. Và về kinh tế thì có giá trị sử dụng lên đến hàng chục năm. Và đương nhiên khi có quá nhiều ưu điểm như vậy thì nó sẽ dẫn đến một cái điều, đó chính là giá thành của gỗ sẽ khá là cao. Tuy nhiên, An tin đây là một sự đầu tư xứng đáng. Bởi vì như quý vị đã biết thì cửa chính nó luôn luôn đóng vai trò rất quan trọng. Nó sẽ chào đón tất cả chúng ta mỗi khi mà chúng ta gọi là đi học hay đi làm về ngôi nhà. Cửa chính nó sẽ là nơi mà chào đón chúng ta đầu tiên. Và nó cũng là nơi chào đón những vị khách khi đến ngôi nhà chúng ta nữa. Cho nên nếu như mà đầu tư tiền vào cửa chính chúng ta hơi đắt đỏ một chút xíu, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng được lâu dài, một cái vẻ đẹp nó tạo được cái đẳng cấp cho ngôi nhà của mình, thì em nghĩ đây là sự đầu tư rất là xứng đáng. Vậy ha. Rồi, vậy là nãy giờ thì em cũng đã review về vẻ đẹp bên ngoài của ngôi nhà rồi. Phải nói là ngôi nhà rất là đẹp luôn quý vị ơi. Bây giờ em nhìn ngắm lại em vẫn thấy rất đẹp. Rồi bây giờ thì An sẽ dẫn quý vị tiến vào bên trong ha, bằng cách chúng ta sẽ xem hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của nhà chú Hùng nha. Let's go. Đầu tiên, vừa mở trang đầu tiên của hồ sơ lên thì sẽ là những thông tin cần thiết. Cái này thì hồ sơ nào cũng phải có rồi nha quý vị, giống như là cuốn tập chúng ta trang lúc nào ở ngoài bìa nó cũng phải có đóng tên, kiểu như là dán nhãn khi mà đi học của quý vị, thì những hồ sơ cũng vậy thôi. Chúng ta cần phải biết hồ sơ này là của ai, rồi do ai thực hiện vân vân. Thì ở đây là quý vị có thể thấy là nhà ở gia đình nè, chủ đầu tư là chú Nguyễn Văn Hùng, địa chỉ của căn nhà là ở Bình Long, Thanh Bình, Chợ Gạo, Tiền Giang. Ở bên dưới thì như thường lệ thôi, sẽ có người thực hiện, người kiểm duyệt và người phê duyệt, chính là anh Lê Duy Tuấn, là tổng giám đốc của Mac Home, rất minh bạch và rõ ràng luôn. Và một bộ hồ sơ trước khi đến tay khách hàng thì quý vị có thể thấy là đã qua rất là nhiều khâu nữa, quý vị yên tâm là sai sót luôn ở mức thấp nhất nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến trang mục lục. Ở đây có thể thấy là hồ sơ kỹ thuật nhà chú Hùng là có 44 trang. Quý vị tra cứu sẽ thấy thông tin từng trang cũng như ký hiệu ở kế bên nhé. Và có một số quý vị thắc mắc là tại sao cũng là bộ hồ sơ kỹ thuật thôi, nhưng mà tôi thấy có nhà thì có 30 mấy trang, tôi có nhà 40 mấy trang, có nhà đến hơn 50 trang. Điều này thì em nghĩ là cũng dễ hiểu, là tùy thuộc ngôi nhà quý vị ạ. Có những ngôi nhà thiết kế phức tạp hơn, cái chi tiết rất cầu kỳ hơn thì sẽ nhiều trang hơn. Cũng như là có những nhà cao tầng hơn, chẳng hạn ví dụ là nhà 3-4 tầng. Rồi hoặc là những nhà nó có cần phải cải tạo hay là không. Rất là nhiều yếu tố ha. Và quý vị yên tâm là mọi thông tin cần thiết, dù là 30 trang hay 50 trang, thì chúng tôi cũng sẽ thể hiện đầy đủ những thông tin cần thiết cho ngôi nhà quý vị trong hồ sơ này. Tiếp theo chúng ta sẽ đọc đến mặt bằng định vị công trình. Đây cũng là một những bản vẽ anh nghĩ là rất là quan trọng. Dựa vào đây quý vị sẽ phần nào mường tượng được vị trí công trình nhà. Và ngôi nhà của chú Hùng nếu tính từ lộ giới đến điểm cuối ngôi nhà là An cộng lại là khoảng 27m quý vị ha. Và nếu căn cứ vào hoa tiêu của chữ B, quý vị sẽ xác định được hướng nhà. Bây giờ An chưa nói, nhưng quý vị nhìn vào đây thì quý vị có xác định được không ạ? An thì An thấy là ngôi nhà này, đối với An, An nghĩ đây là một những ngôi nhà mình dễ xác định hướng nhất. Quý vị nhìn ra chưa? Nhà chú Hùng sẽ nằm ở hướng Bắc quý vị ha. Bởi vì rõ ràng quý vị có thể thấy trên bản vẽ là ngôi nhà gần như là ngôi nhà gần như là song song với hoa tiêu. Và nó lại nằm cái mặt tiền như vậy là hoàn toàn là hướng Bắc, chúng ta rất là dễ dàng để nhận định nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đọc đến một trong những bản vẽ mà An luôn nói là nó quan trọng nhất. Nó sẽ giúp chúng ta, nó không chỉ giúp cho bản hồ sơ khi xây nhà đâu, mà nó còn giúp cho chúng ta trong việc trang trí nội thất luôn. Bởi vì các quý vị mà muốn trang trí nội thất cho ngôi nhà của chúng ta thì chúng ta vẫn phải có cái bản vẽ này.
để mà những cái người thiết kế nội thất họ mới căng vào đây để họ biết họ sẽ sắp xếp đồ đạc như thế nào rồi kích thước họ lựa chọn thế nào. Thì đó sẽ là mặt bằng bố trí nội thất nha quý vị. Và nhà chú Hùng có hai tầng nên sẽ có hai mặt bằng khác nhau. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với mặt bằng bố trí nội thất tầng 1. Phải nói là nhìn vào mặt bằng này thì sẽ thấy rõ là tại sao cảm giác lúc nãy khi mà An nhìn vào ảnh 3D ngôi nhà thì An thấy rất là bề thế là vô vô cùng chính xác quý vị ha. Vì nhà chú Hùng có chiều rộng là 11,9m và chiều dài lên đến 20,2m. Ồ, phải nói diện tích rất rộng luôn quý vị. Và An sẽ chứng minh điều đó bằng cách An sẽ tính diện tích sử dụng của ngôi nhà. Và sau khi tính xong, anh tính cả hai tầng luôn, anh cộng lại thì diện tích sử dụng ngôi nhà anh tính được là khoảng 365 mét vuông. Wow, quả thật cái diện tích này là anh nói thật là khá là hiếm thấy ở những căn nhà hai tầng nha quý vị. Bởi vì thường á, trên 300 mét vuông thì thông thường á, là anh sẽ bắt gặp ở những căn nhà 3 tầng hoặc 4 tầng thì anh đã thấy. Nhưng mà nhà hai tầng thì khá là ít gặp, cho nên phải nói là ngôi nhà của chú Hùng là rất là rộng luôn so với mặt bằng chung. Rồi căn cứ bản vẽ sẽ thấy tầng 1 nhà chú Hùng gồm có một phòng khách, một phòng bếp ăn, một phòng làm việc, một phòng ngủ và hai nhà vệ sinh với ba lối tiếp cận là từ sảnh chính vào phòng khách nè, rồi từ nhà bếp ra sảnh hông nè và từ cửa hậu nè. Và như An đã nói rất là nhiều lần thì ba lối này nó sẽ luôn giúp căn nhà của quý vị thông thoáng nè, tiện ích về mặt phong thủy lẫn công năng. Cho nên ngôi nhà nào mà chúng ta có nhiều lối tiếp cận thì ngôi nhà đó An thấy là rất là tốt luôn á. Và một điểm rất đặc biệt của nhà chú Hùng mà An thấy chỉ riêng công trình nhà chú sở hữu đó chính là quý vị nhìn giúp An là phần sảnh hông nè, quý vị thấy không? Có thể thấy đây là phần sẽ giúp ngôi nhà trông thi vị hơn rất là nhiều. Và như bản vẽ 3D lúc nãy chúng ta đã thấy thì phía trên của cái khu vực sảnh này chúng ta sẽ có bố trí là phần giàn hoa với mái che kính ở bên trên. Thì khi mà các thành viên gia đình mà sinh hoạt ở cái phần sảnh hông này, có thể là chúng ta ngồi chúng ta trò chuyện thôi hoặc là ăn uống hoặc là ngồi thư giãn chẳng hạn thì chúng ta vẫn không lo lắng về thời tiết nắng mưa thế nào ha, vì chúng ta đã có cái phần ở bên trên che rồi. Quả thật đối với An đây là một cái điểm cộng rất là lớn cho công trình nhà chú Hùng, giúp ngôi nhà phải nói là nổi bật hơn hẳn so với những công trình khác. Tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tầng 2 nha quý vị. Tầng 2 thì có tận 3 phòng sinh hoạt chung nha. Và trong đó thì có một phòng An thấy có thiết kế là hình như là ở đây có bàn thờ nè quý vị, cho nên có thể là cái phòng sinh hoạt chung này sẽ kèm luôn là không gian thờ cúng ha. Bên cạnh đó ngoài ra thì tầng 2 còn có 3 phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Với bản vẽ này quý vị có thể thấy là những hình tròn nè bao xung quanh nhà nè, quý vị có thấy không ạ? Đánh số 1, 2, 3, A, B, C nè. Với bản vẽ này quý vị có thể thấy là những cái hình tròn đó là gì? Đó là những trục để chúng ta xác định hướng nhìn của mặt đứng. Ví dụ là mặt đứng thì đôi khi quý vị đã thấy rất là nhiều mặt đứng trục AC rồi A1 rồi AD chẳng hạn vân vân. Thì đó là căn cứ vào những cái hình tròn này nha. Chúng ta sẽ nối nó lại và chúng ta sẽ thấy được là mặt đứng của chúng ta nhìn từ hướng nào. Và bên cạnh đó thì quý vị nhìn giúp An là có thấy là bốn cái hình tròn có mũi tên đen đậm không ạ? À? Bên trong thì có chữ A và chữ B đó. Thì đây thì là không liên quan đến mặt đứng mà sẽ liên quan đến mặt cắt nha quý vị. Đó sẽ là hướng và trục sẽ cắt ngôi nhà nha. Tức là ví dụ là mũi tên nó hướng bên trái, tức là chúng ta sẽ cắt ngôi nhà xong rồi chúng ta sẽ nhìn góc nhìn từ bên phải qua bên trái. Cho nên là em nghĩ là dần dần nếu quý vị mà chúng ta tiếp xúc nhiều với những bản vẽ này chúng ta sẽ quen thuộc hơn. Rồi đó là về mặt bằng, tiếp theo chúng ta sẽ quan sát đến bản vẽ mặt đứng của căn nhà. Lần này em sẽ chọn là mặt đứng trục 15B. Đây tuy không phải là mặt tiền nhưng có thể thấy được phần giàn hoa ở sảnh hông nên em sẽ chọn hướng này nha. Quý vị có thể thấy chiều cao từ cốt 00 đến đỉnh mái là 10,8m, chiều cao từ sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là 3,9m, chiều cao từ sàn tầng 2 đến mái là 3,6m. Đây là những thông số quá chuẩn rồi nên em không cần giải thích gì thêm ha. Và từ sàn nhà tầng 1 đến sân xuống dưới sân sẽ là 75cm. Tương ứng 5 bậc tam cấp thì mỗi bậc sẽ là 15 cm. Và trên bản vẽ quý vị có thể thấy là chúng tôi ký hiệu các số từ 1 đến 4 nè ở trên phần ở trên tường nè. Mỗi số sẽ tương ứng với một loại vật liệu màu sắc khác nhau. Ví dụ ở dưới đây chúng tôi cũng đã có phần ghi chú rất rõ, số 1 là mái lợp ngói nè, số 2 là ốp gạch thể inox, số 3 tường sơn màu ghi xanh vân vân. Đó quý vị thấy ha, trình bày rất là rõ ràng. Tiếp theo chúng ta sẽ quan sát đến mặt khác.
Ở đây thì An chọn đọc mặt cắt AA. Nếu đã nhìn quen thì An nghĩ là mặt cắt cũng không còn quá khó hiểu nữa. Còn nếu quý vị nào vẫn chưa hiểu rõ thì An sẽ giải thích từ từ nha. Quý vị nhìn vào bản vẽ này thì chúng ta sẽ thấy được những thông tin gì? Đầu tiên là về sàn nhà nè, quý vị thấy những cái phần sàn không ạ? Rồi đến những cột và dòm xung quanh. Đặc biệt thì nhà này quý vị còn thấy cả trần tầng 1 và tầng 2 đều được đóng la phong thạch cao. Đây là một đặc trưng rất mới và rất thông dụng hiện nay, giúp ngôi nhà khi chúng ta bước vào sẽ thấy đẹp hơn rất nhiều. Ở các vị trí nhà vệ sinh thì sàn sẽ âm xuống một xíu. Vì sao lại âm một xíu thôi mà không phải là âm rất là sâu? Em nghĩ cái lý do cũng rất là đơn giản. Chúng ta đâu bao giờ muốn mà chúng ta sẽ bước hụt chân đúng không ạ? Nếu mà sàn nhà chính và cái sàn vệ sinh mà nó lại cách nhau quá sâu thì khi mà bước vào chúng ta bị hụt chân và rất là dễ té. Cho nên là chúng ta chỉ cần âm xuống một xíu thôi để tránh cái hiện tượng là nước tràn vào khu vực nhà chính. Nó kịp thời gian để mà nước sẽ rút xuống phần ống nước. Cho nên là chỉ cần thấp hơn một chút xíu là chúng ta đã đạt được mục đích này rồi ha. Còn lại những trang khác trong hồ sơ sẽ là chi tiết nhà vệ sinh, chi tiết thêm v.v. Tất cả thể hiện rất chi tiết và rõ ràng. Quý vị yên tâm, mọi thông tin cần thiết đều được kiến trúc sư thể hiện rất đầy đủ. Và sau đây Nhật An xin giới thiệu với tất cả quý vị một phần rất quan trọng trước khi bắt tay vào thi công xây dựng một công trình, đó chính là dự toán. Dự toán là dự kiến tính toán giá trị công trình được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Dự toán có vai trò vô cùng quan trọng để chủ đầu tư nắm về chi phí xây dựng công trình, là căn cứ để đàm phán ký kết hợp đồng. Đối với tất cả quý khách hàng, Mắc Hôn cam kết luôn trình bày rõ ràng bản dự toán chi phí xây dựng, bao gồm nhiều hạng mục như công tác chuẩn bị vật liệu thi công, chi phí vật liệu xây dựng phần thô, chi phí nhân công xây dựng, chi phí nhân công phần mái, chi phí xây dựng phần hoàn thiện, chi phí vật tư điện nước, v.v. Mắc Hôn đảm bảo dự toán tính đúng, tính đủ, không trùng lập chi phí, lập theo mặt bằng giá tại thời điểm dự toán, tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước Việt Nam. Vậy là hôm nay thì An đã review xong về nhà chú Hùng ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến tất cả quý vị. Bên cạnh đó cũng hướng dẫn quý vị đọc sơ sơ một số bản vẽ trong hồ sơ kỹ thuật. Hy vọng rằng đây là những thông tin bổ ích. Và sau khi xem xong video ngày hôm nay, nếu quý vị thấy wow, mong muốn chúng ta có một căn nhà đẹp như chú Hùng thì hãy nhấc điện thoại ngay lên và alo gọi ngay đến số hotline chúng tôi đang chạy trên màn hình hoặc comment ngay bên dưới video này. Đội ngũ nhân viên của Mắc Hôn sẽ liên hệ quý vị trong thời gian sớm nhất. Đừng quên nhấn like, subscribe và chọn nút thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì Nhật An xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào!